Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, trên tay mình hiện tại đang là hai con uh, máy các bạn. Bên này là con uh, DJI Pocket 2 và bên này là con uh, GoPro Hero 9 Black. Thì hai con máy này thực sự thì uh, mình nghĩ có thể cũng nhiều bạn cũng đang phân vân như mình thôi. Lúc đầu mình chưa mua hai con này thì mình cũng rất là phân vân không biết nên mua con uh, uh, DJI Pocket 2 hay là mua con uh, GoPro Hero 9 Black và đây cuối cùng thì mình đã mua hai con này rồi. Và qua cái thời gian mình đã sử dụng cả hai con máy này rồi các bạn thì mình sẽ chia sẻ lên cho các bạn. Thứ nhất là À, về cái uh, chất lượng quay phim giữa hai con máy này thứ hai nó là về cái khả năng thu âm thứ ba là về cái chống rung à, thứ tư nó là về cái uh, quay ban đêm các bạn ạ và thứ năm nó là về cái dung lượng pin đây và đầu tiên thì uh, về cái ngoại hình thiết kế của nó mình sẽ cho các bạn xem trước con DJ Pocket 2 các bạn nhé thì uh, ở phía trước này đây là cái phía màn hình của nó này và ở đây thì có chữ DJ và ngay ở phía dưới thì sẽ có chỗ để mình gắn những cái roi tích cũng như là những cái bộ phận để mình kết nối ra để mình kết nối ra điện thoại dạng chân tay si cũng như là dạng uh, chân uh, của iPhone này các bạn nhé. Những cái này thì mình sẽ gắn đây và mình sẽ kết nối điện thoại vào. Đấy, mình gắn như này. Và đây nó sẽ có cái joystick giải thích mình sẽ gắn vào đây. Đó. Bên này sẽ có cái nút nguồn. Nút nguồn mình sẽ mở lên và gimbal bắt đầu nó sẽ chạy máy sẽ bắt đầu chạy các bạn nhé. Uh, cái nút này đây là cái nút mình chuyển cho chế độ uh, pan follow và các thứ của cái uh, con DJ Pocket 2 này, nó các bạn nhìn này. Còn nút này thì mình uh, trái phải lên xuống như vậy và cái phía bên dưới này nó sẽ là cái nút để mình uh, chuyển với chế độ quay phim cũng như là chụp ảnh. Còn bên này sẽ là nút để mình chụp ảnh cũng như là quay phim các bạn nhé. Uh, còn ph xuống phía bên dưới này thì đây sẽ là cái chân sạc, chân sạc dạng này là sạc tai xì si, các bạn nhé sang rìa bên cạnh này thì các bạn sẽ thấy cái chỗ khe gắn thẻ nhớ đây thẻ nhớ mình đã gắn vào đây đó đây là thẻ nhớ còn à, quay về phía sau này thì nó sẽ có chữ ốt mô đây mà trên này không còn gì một cái lưng nhám nhám thôi à, tiếp đến trên này sẽ có một cái mic à nói đến mic thì con này nó sẽ có bao nhiêu mic mình sẽ đếm cho các bạn xem nó không có một mic phía sau này một mic sườn này một mic phía trước này là mic này và một cái mic ở rìa này tức là tổng cộng nó có 4 mic các bạn nhé và ở phía trên này thì nó sẽ là cái trục gimbal của nó các bạn nhé đó, nó sẽ là cái trục gimbal của nó đây là cái trục gimbal của nó và đây mình các bạn nhìn có thể nhìn thấy cái mắt cam của nó đây đó, mắt cam ở rìa này sẽ có một cái vòng đỏ đỏ đây còn cái trục này sẽ là trục gimbal lên xuống của nó mình sẽ quay lên xuống như này các bạn đó trái phải nếu các bạn muốn quay về phía trước ấy, thì các bạn có thể ấn ba lần vào cái nút này này một hai ba thì cái gimbal nó sẽ quay về phía trước để cho mình có thể tự quay về phía mặt mình đấy ấn ba lần nó lại quay trả về phía sau và con này nó có cái tính năng gọi là tracking nó theo dõi theo cái cái người chuyển động ấy, bắt theo chủ thể ấy các bạn đó và khi các bạn mua con DJI Pocket 2 này thì nó sẽ có kèm theo À, ngoài cái soi tích thì nó sẽ được thêm hai cái này các bạn nhé. Đó là một cái à, à, để cắm à, chuyển sang à, chân iPhone, một cái là dạng chân tai c. Si. để cắm vào những dòng điện thoại chạy Android. À, bên cạnh đấy thì nó sẽ có thêm một cái ngàm chuyển để mình à, gắn à, thêm những cái gậy nối dài và chỗ này sẽ là cái cổng để cắm sạc. thì cái này nó cũng, à, mình sẽ tháo ở đây ra và mình sẽ gắn vào đây thay thế cho cái này các bạn nhé. và đây là thiết kế của GoPro Hero 9 Black. Thì uh, các bạn có thể nhìn uh, sơ qua về ngoại hình của nó thì con uh, GoPro Hero 9 Black này thì nó được thiết kế một cái khối uh, vuông vức hơn và nó dài hơn con uh, những đời trước từ Go 8 đổ lại. Uh, về phía trước thì nó sẽ có một cái màn hình phụ này, một cái màn hình phụ này và có một cái uh, mic thoại này và có dòng chữ GoPro này. Trên này là cái phần lens, cũng như ống kính của nó. Ở đây nó sẽ có một cái đèn LED nháy nháy trong quá trình mình quay nó sẽ hiển thị ở đây. À, còn về phía trên này nó sẽ có một cái nút công tắc nguồn để mình ấn quay chụp và nút này ấn quay nhanh các bạn nhé bên cạnh này thì nó sẽ có một cái nắp đậy pin cũng như là giòn chống nước và khe cắm thể nhớ ở trong này thì mình sẽ gỡ ra như thế này nó và ở bên trong này thì các bạn sẽ thấy quả pin ở đây và đây là chân sạc dạng tay si cũng như là cổng kết nối để mình gắn mic thì chỗ này là khe cắm thể nhớ còn nhìn xuống phía dưới thì các bạn sẽ thấy cái dạng chân cài đây chân cài này nó cũng y chang như dòng của G8 thôi nó không khác gì các bạn nhé mình bẻ ra và mình à, à, kết nối những cái phụ kiện ngoài kèm theo vào và ở đây nó sẽ có thêm những cái loa đấy cũng như là mic thu các thứ này đó à, còn sang bên này thì các bạn sẽ thấy có một cái mic thoại nằm bên trong này và cái khe này là khe theo như GoPro nó là cái khe thoát nước nhanh ấy. khi mình à, quay xuống nước thì nó sẽ nhấc lên khi mình quay xuống nước thì mình nấc lên thì cái nước nó sẽ thoát nhanh và cái tiếng mình thu âm sẽ tốt hơn nhé à, giống như ở đời trước thì trước mình cũng dùng câu 7 rồi thì mình nhúng xuống nước xong quay lên và mình quay vào mình nói thì tiếng gần như không nghe thấy các bạn vẻ 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 đó con này nó cải tiến hơn cái này và ở phía bên trên thì cái này là nút mốt nút này để mình tắt nguồn mở nguồn cũng như là chuyển các chế độ ở trong con máy này giữa quay phim tham và photo Đó là nút này ở trên này thì có chữ Hero 9 Black đặc biệt thì được cái Go 9 này nó có cái uh, len này thì mình có thể tháo rời được còn về phía trước này thì màn hình uh, được cái như con Go 9 Black này thì các bạn chỉ mở nguồn ấn nhẹ một cái vào này là nó sẽ ăn nguồn ngay Đó, và nó sẽ sử dụng luôn à, con này thì nó có chế độ chống rung là 3.0 này có chế độ chống rung mắc của nó là chế độ boss luôn đấy thì uh, sơ qua đấy là về cái ngoại hình cũng như thiết kế bên ngoài của uh, à, con Hero 9 Black cũng như là con DJ Pocket 2. Cái này là quay 4K 30 frame các bạn nhé. Ở cả hai chiếc chiếc. Đây, các bạn có thể nhìn hình ảnh hoa. Này. Ở đây là hình ảnh cũng như là cái âm thanh mình thu ở con DJ Pocket 2 cũng như là con GoPro Hero 9 Black cái này mình cầm khoảng một sải tay này của mình giữa hai con mình dơ hết sải tay và các bạn có thể xem cái hình ảnh cũng như là cái chất lượng thu âm giữa hai con máy này các bạn nhé có thể nói là hai con đời mới nhất của GoPro cũng như của bên DJ đây là hình ảnh của nó giữa hai con này thì mình đều để là độ phân giải là 4K các bạn nhé và tốc độ khung hình đó là 30 frame À, hiện tại thì à, giữa hai con này giá nó cũng không chênh lệch à, giá cũng không tranh lệch nhau là mấy thì à, một con nó là à, nhỏ gọn một con thì à, có chức năng chống nước một con à, dùng à, một con dùng chống dung kiểu à, à, gimbo thì à, cũng là một trong hai sự lựa chọn để cho các bạn à, có thể tham khảo các bạn nhé đặc điểm của hai con này thì con DJI Pocket 2 nó có cái chế độ xóa phông nữa các bạn, xóa phông và lấy cận cảnh. À, trong khi đấy GoPro thì nó sẽ không có các bạn nhé. đây các bạn nhìn có thể nhìn con DJI Pocket này nó xóa phông nữa các bạn, nó xóa phông được nhé. và con GoPro này thì nó sẽ không có chế độ xóa phông các bạn nhé. và con GoPro nó sẽ lấy nét toàn giải luôn. ở giữa hai con máy này thì một con nhỏ gọn và nó dài hơn một tí dài gọi là gần, gấp đôi so với con uh, Hero 9 Black này thì uh, các bạn sẽ chọn con nào ở trong một hai con này Nếu cái thì con này nó có cái chống uh, rung gimbal này thì các bạn quay bất chấp ngày đêm đều ok hết và cái hình ảnh thì mình đã test cho các bạn xem rồi thì quay ngày với con GoPro 9 này thì hai con so sánh thì nó sẽ gần uh, tương đương nhau thôi còn quay đêm thì con này theo như cảm nhận của mình nó sẽ ok hơn nhiều đấy các bạn như vậy là mình cũng đã chia sẻ đến cho các bạn trong cái quá trình sử dụng của hai con máy này đây là quá trình sử dụng thực tế của mình thì theo những cảm nhận của mình theo cái đánh giá khách quan bản thân của mình đã sử dụng thì mình thấy giữa hai con máy này thứ nhất là về pin pin thì con DJI pocket 2 này nó sẽ hơi đuối hơn một tí tại vì pin con này nó chỉ có 875 mAh thôi và con GoPro Hero 9 Black này pin của nó là 1720 mAh thì pin con này sẽ khỏe hơn một tí và trong quá trình sử dụng thì hai con máy này thì mình thấy con DJ Pocket 2 này cũng như là con GoPro Hero 9 Black này thì mình thấy khi mình quay nó cũng nóng lên tương đương như nhau luôn các bạn nhưng mà nếu mà để ý kỹ hơn thì các bạn cầm cái này thì con GoPro 9 Black này cảm giác nó sẽ nóng hơn một tí còn về quay đêm quay đêm thì con Go 9 này nó hơi kém hơn một chút thôi nếu các bạn để ý kỹ thì con Pocket 2 này nó sẽ quay sáng hơn như ở trong đoạn mình đã test cho các bạn xem đó còn nếu mà về chống rung thì ban ngày thì mình thấy nó chống rung như nhau cả À, con này thì nó chống rung bằng phần mềm, còn con này chống rung bằng trục gimbal các bạn ạ. còn về ban đêm thì uh, GoPro Hero 9 Black này không có khả năng uh, uh, đối đầu lại được với uh, con DJI Pocket 2 này tại vì con này nó chống rung bằng gimbal, kiểu dạng chống rung cơ học các bạn thì nó sẽ không bị ảnh hưởng những cái xử lý phần mềm như con uh, GoPro Hero 9 Black còn về âm thanh, âm thanh thì nếu mà thu âm bằng uh, uh, chính cái thiết bị ở trên hai chiếc máy này thì mình thấy nó cũng uh, gần như là tương đương nhau. Đây là cái đánh giá sau quá trình mình đã sử dụng thôi. Còn các bạn có cảm nhận như nào và giữa hai con máy này thì các bạn sẽ chọn con máy nào? Và mình xin phép kết thúc video tại đây đây. À, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và nếu các bạn thấy thích video hãy cho mình một like, đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều các bạn nhé.